thị trấn Tứ Trưng với diện tích tự nhiên là 3,7 ha. Khu 9 được thành lập trên cơ sở thôn Dầu Miếu vào năm 2009 với dân số 918 khẩu, 278 hộ gia đình sống quần tụ bên dải đầm rừng, phong cảnh hữu tình. Trong những năm qua, mặc dù do tác động của dịch Covid-19 và nền kinh tế suy giảm, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự sát sao của chi ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, khu 9 vẫn giữ được những tăng trưởng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Thu nhập bình quân được giữ vững ở 45 đến 47 triệu đồng trên người trên năm. Trên địa bàn khu có 25 hộ kinh doanh dịch vụ, 12 hộ phát triển ngành nghề. Các hộ trong khu đều phát triển trồng trọt chăn nuôi, đưa các giống cây con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Chính vì sự phát triển đa ngành nghề nên nhân dân khu 9 như một điểm sáng của thị trấn Tứ Trưng. Hàng năm đã có hàng chục ngôi nhà mới được xây dựng, đường làng ngõ xóm đều được thường xuyên tu bổ sạch đẹp. Là khu có truyền thống cách mạng và tinh thần tương thân tương ái giúp nhau trong những lúc khó khăn, các phong trào giúp đỡ hội viên phụ nữ nông dân vốn và kỹ thuật để phát triển kinh tế. Trong khu có một chi bộ đảng với 46 đảng viên, một chi đoàn thanh niên có 17 đồng chí, một chi hội phụ nữ với 105 hội viên, 75 hội viên cựu chiến binh, 278 hội viên nông dân tập thể. Chi hội người cao tuổi của khu như một chuẩn mực cho các phong trào xây dựng vận động, thực hiện nếp sống văn hóa. Có 151 hội viên người cao tuổi sinh hoạt thường xuyên. Hàng năm, gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 95%. Trong những năm qua, chi bộ cùng với ban công tác mặt trận của khu 9 đã tổ chức chỉ đạo nhân dân trong khu và được sự đồng tình của nhân dân trong khu để xây dựng các phong trào của trong khu luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của đảng và chính quyền địa phương đã đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, khu 9 còn rất chú trọng đến đời sống tinh thần của nhân dân. Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được thành lập. Bóng chuyền hơi có 3 đội, đội văn nghệ có 1, đội nhảy dân vũ có 1. Các câu lạc bộ đều có sân chơi bãi tập và được hoạt động thường xuyên vào các buổi sáng và buổi chiều hàng ngày, thu hút nhiều tầng lớp người dân tham gia. Với truyền thống hiếu học nên từ các tổ chức, các dòng họ đến các gia đình đều tham gia hưởng ứng các chương trình khuyến học, khuyến tài, làm tốt công tác tuyên truyền về gia đình hiếu học. Hàng năm có hàng chục cháu thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Các cháu trong học tập và rèn luyện có thành tích cao đều được động viên khen thưởng vào các dịp như ngày đại đoàn kết, trại hè thanh thiếu niên, vân vân. Công tác vệ sinh môi trường được các ban ngành đoàn thể trong khu đều tham gia ủng hộ. Hàng tháng, hàng tuần, vận động toàn dân tham gia vệ sinh cống rãnh, đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải đúng nơi quy định. Trong khu đã xây dựng được 2 tuyến đường tự quản có chiều dài 450 mét, có 93 hộ tham gia. Khu xây dựng được một vườn hoa phụ nữ, các tuyến đường có điện chiếu sáng, tất cả tạo nên một cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Trong nhịp sống bon chen hối hả ngược xuôi, mỗi người con khu 9 khi trở về đều được thư thái bên người thân gia đình, bình yên dạo trên những con đường quê dải nhựa. Những hàng cây xanh mát, những bông hoa tươi mới thi nhau khoe sắc, tất cả đều được kết tinh của sự đoàn kết, đồng lòng của mỗi người dân khu 9. Hoa thơm trái ngọt và sự ngọt ngào ở cái tình người, tình quê sẽ mãi và luôn phát triển lên một tầm cao mới, xứng đáng với người con của thị trấn Tứ Trưng, một mảnh đất anh hùng. Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng,
Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi, Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa tràn niềm yêu thương.